khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thật. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Đã 10 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi ở trọ trần gian, 10 năm áo đã bay đường chiều, bàn chân trong phố cũng đã xa lạ nhiều. Nhưng khi tôi, một người yêu nhạc Trịnh đến từ nơi có bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời, tới thăm ngôi nhà của ông ở số 47C Phạm Ngọc Thạch, cảm giác vẫn thật gần gũi, thân quen, như thể người nhạc sĩ của Diễm xưa, của Hạ Trắng chưa hề rời khỏi nơi này. Mùa xuân Tết đến, đây là lần đầu tiên chương trình Nói ra đừng sợ phá lệ, không chọn một nhà hàng làm nơi trò chuyện, bởi vì để nhớ về Trịnh Công Sơn, không có gì hay hơn là ở ngay trong căn nhà của ông, nơi in đậm dấu ấn của ông, nơi ông vẫn thường ngồi viết nhạc, tiếp đãi bạn bè và sống những năm tháng cuối đời. Hôm nay tôi có may mắn được lắng nghe, được trò chuyện với những vị khách mời đặc biệt là hai người em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những người với tình yêu tha thiết dành cho người anh trai cũng như âm nhạc của ông, đã góp phần gìn giữ các di sản của ông cho các thế hệ người yêu nhạc Trịnh. Và trong không gian này, trong những giai điệu, trong những bức tranh ông vẽ, trong nụ cười của người em gái, dường như vẫn còn phảng phất đâu đây bóng dáng người nghệ sĩ tài hoa, thác là thể phách, còn là tinh anh. Chị thấy cái khi mà người ta tôn vinh anh như là một nhạc sĩ hòa bình, nhạc sĩ của hòa bình, thì nó gần như là nó khác với cả cái một cái phần khác trong anh là cái nhạc sĩ của tình ca, đúng không? Hai cái dòng nhạc của anh ấy nó có bao giờ nó mâu thuẫn không trong cái quá trình sáng tác của anh không? Mình nghĩ là không, tại vì những cái sáng tác của anh nó hằng đi qua theo từng cái giai đoạn đó, giống như cái nhạc phản chiến là đúng cái giai đoạn đó thì anh làm ra những cái bài đó mình thấy rất là phù hợp. Còn những cái tình ca thì cũng theo từng giai đoạn, từng con người đó thì anh viết. Không, thực ra anh cũng không phải là chỉ tình ca với lại nhạc phản chiến không. Đấy. Có một khoảng thời gian anh rất là thích viết về thiền. Không, ví dụ bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Bốn mùa thay lá, tức là cái bài nó không có gắn bó một cái cô nhân vật cụ thể nào cả. Nhật nguyệt ý trên cao ta ngồi ở dưới thấp. Rồi anh viết nhạc của nhạc cho thiếu nhi nữa. Nhạc thiếu nhi anh viết rất là hay. Và anh Sơn là ví dụ như anh đang ngồi giống như có một cái năm mà chị với anh Sơn đi hát ở Pháp á, thì hai anh em ngồi ở quán cà phê thì anh thấy những cái cô đâm đi ngang thì về anh cũng làm những cái bài thơ về những cái cô đó mà anh làm rất nhẹ nhàng. Hay là ở Việt Nam mà anh ngồi ở đâu đó anh thấy những cái bóng hồng đi qua mặc áo dài lùa trắng, anh cũng viết cái bài áo lùa thân không. Đó là những cái bài hát. Tức như là anh Sơn là anh hình ảnh anh thấy một cái gì đi qua là anh có những cái bài hát về cảm xúc như vậy. Hay là ngay trong căn phòng này thì ngoài kia là có một cái bức tường mà mỗi năm là trong nhà cũng sơn lại để mà đón xuân. Nhưng mà riêng cái bức tường đó là chị Diều với chị là phải đứng như vậy để dằn mấy cảnh, em đúng rồi vì cái đó là mau thời gian. Và chính cái bức tường ở ngoài này là anh Sơn cũng viết rất nhiều bài hát, và anh Sơn anh cũng đã từng nói về cái nắng, cái vệt nắng đi qua cái bức tường cũ kỹ đó. Thì anh đã từng hỏi chị Diều á là đối Diều là nắng mưa, nắng buồn hay mưa buồn? Nắng mưa, nắng buồn hay mưa buồn? Thì chị Diều trả lời sao? Mưa buồn. Anh nói anh thì thấy nắng buồn. Nắng buồn.
thì mình nghĩ là anh mình người đời thường mình thấy mưa buông sao anh mình thấy nắng buông. Anh biết là anh đã biết câu nắng có buồn đúng không? Đó. Em cũng nghe nói, em không được nhìn thấy nhưng mà em có nghe nói là anh ngồi trước cái bức tường là anh sáng tác rất nhiều. Nhìn cái bức tường cứ mưa qua rồi nắng qua cái đó anh biết đúng không? Đó là những cái kỷ niệm rất là hiếm hoi. Và có những cái kỷ niệm nào khác ở trong căn nhà này mà nó gắn bó với anh Sơn mà các chị nhìn thấy nó mà có thể hình dung tưởng tượng ra hình bóng của anh không? Hình bóng của anh thì hình trong căn nhà này là gần như là góc nào mình cũng thấy mà mình góc nào mình cũng thấy anh Sơn, nhất là những ngày Tết. Hình dạng là luôn luôn có ở trong căn nhà này. Yeah. Vì có mà với anh Sơn là nhà mình là giống như cũng vui lắm. Vui lắm, nhà rất vui. Vui lắm. Yeah. Có lẽ mình uống một ly rồi là mời anh Sơn, ở đây. Và cùng trong căn phòng này, trên cái bàn này, anh Sơn anh cũng có những cái cử chỉ rất là dễ thương. Ví dụ như những cái lúc mà anh Văn Cao hoặc là anh Nguyễn Tuấn ra đi, hay là anh Thái Bà Vân là những người mà anh Sơn rất thương. Thì mỗi lần như vậy thì thấy anh ngồi trong phòng này và anh cũng có một cái để anh thắp một cái nhang và anh để hai cái ly. Xong rồi anh mời ngồi uống rượu rồi anh ngồi về mẹ anh ngồi anh cũng trầm ngâm lúc nào cũng về. Có anh Sơn có phải là người đưa chị Trinh vào âm nhạc không? Không trong gia đình á thì chắc là vì gió là ba mất sớm thành đầu tiên phải nói á là mà mình là rất là sợ, cái gì cũng sợ, cả con trai con gái. Chính vì vậy mà cả mấy anh chị em là ở nước ngoài rất là nhiều năm, mấy chục năm, nhưng mà cũng sống theo kiểu là không, mấy chị em gái không ai được nhảy đầm cả. Mà con trai nhảy đầm thì được, cho con gái nhảy đầm là mắm thích, thành mấy chị em cũng quen cái đó. Còn về nội trường hát hò thì trong gia đình không cho đi hát. Cứ sợ con gái đi hát thì phải đi đây đi đó thì gặp chỗ này gặp nhiều mà. Và cũng nghĩ luôn luôn anh Sơn về mà cứ sợ là em mình cũng lúc nào cũng dài khúc trưởng thành rồi này nọ, thành cứ ốm muốn ốm gì ở trong nhà được nhá, con. Và sau khi 6 tuổi á, là bắt đầu biết hát là do má. Là lúc nào ngày nào cũng lấy cái kính Việt Nam và câu khúc Gia Vàng ra hát. Thì lúc đó thật sự là chị không biết hát, mà chị Diều hát rất hay. Và ở trong cái khu mà ở á, là tới ngày trung thu là chị Diều lên trên micro hát là chính. Thì chị đứng ở giữa, chị rất là mơ ước là tại sao mình được đứng ở đó. Nhưng mà vì mình biết hát thì cứ 6 tuổi là má nói ở nhà thì hay kêu là út quá, út cái lấy nhạc ra hát về, má là hát suốt ngày như vậy. Và từ đó là cái giọng mình giống như bị vỡ ra hồi nào không biết. Thì có một lúc anh Sơn ở Sài Gòn về thì anh hỏi ai hát vậy, anh chưa vào tới cửa thân nghe xa thì anh hỏi ai hát vậy, thì ở nhà nó là Trinh hát, thì anh rất là ngạc nhiên. Và khi 16 tuổi thì anh bắt đầu cho đi theo anh hát và chỉ được hát cho sinh viên và học sinh nghe thôi. Và lúc đó là mình hát là mình thích được mặc áo này áo kia thì không cho ở nhà má, vì mấy chị bảo là không được phải mặc áo dài trắng, là lúc nào mặc áo dài trắng, nói chung là không cho hát. Và cái người khám phá ra đầu tiên để mời chị qua Mỹ thâu băng chính là anh Tùng Giang và Khánh Hà. Đó, thì Khánh Hà là người đầu tiên mời qua bên kia hát. Thì có xin phép mà cũng chịu. Cũng không tranh trộn đi. Thì lúc mà đó là mình lớn rồi, có gia đình rồi. Thì xin là cho qua Mỹ để thâu băng. Thì ở nhà nói không được. Thì mới Trinh nói bây giờ đấy, em cứ đi. Vì mình em thích hát quá. Thích hát quá. Mà tại vì họ đánh giá em hát hay mà không cho em hát, nhà vẫn cho hát. Thì lúc đó là coi như là giả vờ nói là bây giờ đi chơi thôi. Thì coi nhận lời ký hợp đồng với Khánh Hà để hát.
Rồi bắt sau Khánh Hà thì là có trung tâm Diễm Xưa, là một trung tâm chuyên những cái loại nhạc của anh Sơn mà đứng hàng đầu của bên Mỹ. Yeah. Thì chị ký về trung tâm đó rất là nhiều năm, 6 năm liên tiếp, và sau đó thì quyết định về Việt Nam với anh Sơn thì các hợp đồng và từ làm lấy thôi. Cái đĩa đầu tiên của chị là làm bên Mỹ? À, nhiều đĩa. Dạ. Vì hát trong 6 năm về trung tâm Diễm Xưa. À. À, và ai cũng nghĩ là chị hát nhạc của anh Sơn thôi. Nhưng mà thật sự ra thì chị hát nhạc của nhiều người. Vì khi mà mình ký hợp đồng với trung tâm đó thì mình cũng phải theo người ta chỉ định, yêu cầu của họ. Và cái bài đầu tiên của anh Sơn mà thành công ở Mỹ là bài Hoa Vàng Mỹ Đồ, thì người ta cũng rất là ngạc nhiên, là họ bảo là tại sao họ không biết là Trịnh Công Sơn có một người em hát nhạc anh như vậy mà đến giờ này mới thấy xuất hiện. Và những bài nhạc của người khác mà thành công ở bên Mỹ là vì mình là coi như ở thế hệ sau hát lại những bài của các chị đăng chị mà rất thành công ở Mỹ. Là ví dụ như bài Chợt Nghĩ Về Hai Nơi của anh Trầm Tử Thiên, Đêm Màu Hồng của nói chung là nhiều bài lắm, Đêm Màu Hồng và bài Gọi Người Yêu Dấu, là những cái bài đó là những bài mình là đàn em mà hát được được người ta rất là thích. Cover lại những cái đồng bài trai. Chị còn hát cả bài của chị Diệu nữa. À, bài của chị Diệu á là có một cái CD tên là Nắng Mưa. Là cũng tại sao chọn cái từ là Nắng Mưa là cũng do cái cấu anh Sơn đổ chị Diệu, là Diệu thấy nắng buồn hết mưa buồn. Thì trong cái CD Nắng Mưa của chị Diệu á thì phải nói là cá nhân chị rất là thích. Thích là vì có lẽ là về cái đồ chín của cái dòng hát là có lẽ là chín nhất. Yeah. Thanh rất thích là cái CD đó. Lâu lắm không có hát lại á. Và thu âm cái đĩa đó là năm nào chị? Cách đây hai năm. Cái đó thơ thì của chị Diệu. Còn nhạc của người bạn đời mình của mình. Dạ. Dường như là ở bên ngoài người ta chỉ thấy là có mỗi mình chị Trinh đi theo ngành văn nghệ, đi theo cái công việc nghệ thuật của anh Sơn thôi. Nhưng mà hóa ra là đến khi tiếp xúc với các chị mới biết là gia đình mình làm nghệ thuật rất nhiều. mà chị Diệu thì vừa là nhà thơ, vừa là nhà thiết kế thời trang, lại còn là cũng là hát nữa. Thực ra là chị ngày bé chị có hát đúng không? Thì thực ra là có phải là cả gia đình mình thực ra cũng rất là gần gũi với âm nhạc đúng không? Đúng rồi, tại vì ngay ở trong nhà từ nhỏ có một cái gọi là một cái giáo dục riêng của gia đình đó, là tất cả con cái khi lớn lên đúng 6 tuổi là bắt buộc phải học đàn piano. Cái môn mà piano nó quan trọng giống như một cái môn học. Nhưng mà khi hồi đó thì các chị học piano thì là thường là đánh nhạc của anh Sơn hay là tất cả? Không, bắt đầu là vẫn là học từ cổ điển. À, cổ điển. Cái đó thì mời người ngoài về dạy hay là cũng trong gia đình là... Không, cũng mời thầy về dạy. Thầy giáo về nhà dạy. Thầy giáo là. Thế còn ẩm thực thì ai dạy? Mà dạy mà dọn lắm. Tất cả các chị em là chưa bao giờ đi học nấu, phải đi học nấu ăn ở ngoài. Tức là... Học của mà không hết món. Học không hết luôn. Mà cũng có một cái hay là khi con cái mới bắt đầu, cũng con nhỏ mười mấy tuổi thôi, là cũng bắt học máy, học thiêu, học đan. Và trong nhà thì cái lúc mà nhỏ mà cái người thiếu áo giỏi nhất là chị Lâm Bảnh. Lâm Bảnh là học hết. Thế thảo nào mà là chị Diệu làm món ăn rất là nhanh và ngon. Chị Diệu nấu ăn rất giỏi. Được, chị Diệu chắc có lẽ mình là... Mình có niềm đam mê về ẩm thực. Mà mình tưởng rằng là niềm chỉ có niềm đam mê ẩm thực thôi. Và bây giờ mình thấy là mình còn mấy thêm chuyện nữa là làm áo quần đẹp. Vì mình nghĩ, mình có suy nghĩ, mình nghĩ là
là ăn ngon mặc đẹp á, dạ, thì ai cũng thích cả. Vâng. Mà mình làm được hai cái việc đó là mình đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người. Áo thì mình dài ngày hôm nay của chị đây cũng là tác phẩm của chị đúng không? Áo dài của chị, chị Diệu làm. Cái áo dài của chị Diệu thì có một cái là cái ngày xưa mà khi mà chị ở Canada mấy chục năm á, thì gần như không có dịp mặc áo dài. Thỉnh thoảng á mới có cái dịp mặc áo dài. Thì mặc sao mà thấy thở khó quá. Thành mỗi lần mà có cái dịp gì phải mặc áo dài thì rất là khổ sở. Nhưng mà từ khi mặc áo dài của chị Diệu thì thấy có thể mặc nguyên ngày, rất là thoải mái. Vì đầu tiên là cái này cũng do cái ảnh hưởng của má với anh Sơn, là luôn luôn muốn trở về lại với cái ngày xưa. Áo dài của chị Diệu làm là áo dài rồng theo kiểu ngày xưa, nhưng mà có pha một chút hiện đại vào, thành ra mặc rất là thoải mái. Áo dài xưa đây chị nói đến là cái cách phong cách của áo dài cung đình Huế đấy phải không ạ? Đúng rồi. Là ngay cả nhiều cái chị Diệu chị cũng ngồi chị nhìn lại những cái hình cũ của má mặc áo dài và cái cổ rất đẹp. Đó thì trong nhà có chị Diệu là đam mê. Cái hình ảnh đẹp nhất về áo dài của mình á là mẹ mình. Dạ. Mẹ mình mặc áo dài, mẹ mình dáng vóc đẹp. Dạ. Thành giống như thằng in sâu vô trong tâm trí của mình á. Thì ký những áo dài mà cụ mặc hồi đó là cụ tự may lấy? Không, thì cũng là cái máy của thời đó, nhưng mà dạ, mình cũng là một người rất điều. Dạ. Thành mặc toàn áo đẹp không. Ừ. Rất đẹp. Thì dạ, ngày hôm nay khi mình thích là phụ nữ Việt Nam mặc áo, có chiếc áo dài đẹp quá thì dạ, mình làm, nhưng mà mình làm theo cái ý tưởng tượng mới của mình suy nghĩ. Dạ. Cái ý tưởng mà mặc áo dài với quần jean là của chị đúng không? Mình nghĩ là vì cái giới trẻ bây giờ rất hay mặc quần jean. Vâng. Mà mình muốn giữ cái phong cách của người phụ nữ Việt Nam á, thì mình lại tự chế là mặc quần jean với áo dài mà mình thấy rất đẹp. Mà bây giờ là chị sẽ có công để làm cho các cô gái trẻ là họ không mặc đồ Tây nhiều quá, đến mà quay trở lại với áo dài. Vì vậy mà mình cũng mình nghĩ ra nhiều cái thay đổi là để cho người trẻ họ thích là vì đẹp, mặc áo dài vào mà thấy thoải mái mà thấy đẹp. Ai cũng thích đẹp hết. Thành mình cũng chế biến nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái này là chị Diệu có ảnh hưởng Sơn nha. Và nhưng mà nghe nói là chị có thiết kế cả cho đồ của Nam nữa, bữa nào Vinh đúng rồi. Dạ có chị Diệu cho em một cái bộ vest quần luôn, mà em đang định nói với chị là làm thế nào để chị chỉ có nhìn bằng mắt thôi mà thậm chí không lâu vài ba phút mà chị biết được để may cho người ta. Dạ không đo may mà chuẩn xác được cho người ta thì làm thế nào mà chị có thể chắc có là cái vì tài trời cho trời cho trời thôi. Mình thấy tất cả là đều là trời thương mình á. Dạ. Thành trời cho mình. Dạ. Mình làm được cái gì mình cũng thấy là trời cho mình. Nhưng mà phải có một cái sự trải nghiệm nào đó. Trải nghiệm là vì ở trong nhà là lúc tụi mình còn bé thì anh Sơn là người chọn vải và vẽ kiểu áo cho các em, rồi các em tự cắt và tự may. Thì con bé quá thì mình đâu có cắt may được, thì mình lớn. Có ba chị cả mình thì rất là có khiếu về may, rất giỏi. Thì mình nhìn chị cả mình may đẹp á, thì chị cả mình dạy tụi mình bằng cách là nói bây giờ lấy áo của anh Sơn không mặc nữa, quần anh Sơn mặc nữa, tháo hết tất cả ra rập trên giấy, chị chỉ cho cách cắt xong rồi may để tặng anh Sơn, tặng anh Tình, tặng anh Hà, mấy các anh mình. Rồi từ đó thì mẹ đó mình cứ anh Sơn về mẹ mình mua chỉ cho vải thôi, thì mình nói là bạn của con đi máy ở chỗ khác đẹp lắm con, mẹ đứa con nhỏ qua máy xấu á, mà mình nói con đâu còn, con chưa làm ra tiền, bây giờ mà vẫn mẹ anh các anh cho vải thì mẹ con phải tự máy mặc, thì máy xấu thì mặc xấu và máy đẹp thì mặc đẹp. Thì vì vậy mà mấy năm chị em là phải tự cắt may. Yeah. Đến khi mình có con đầu lòng mình ngồi mình may áo cho con mình mặc, thì mà mình lại lá. Nói là bây giờ con làm ra tiền con phải mua cái khỏe cho con. Con dành con may thờ may chị nói hết. Rất hay. Nhưng là mình có thể làm được cái việc của mình.
đúng không? Nhưng mà cũng phải nhường cho người khác kiếm sống với. Hay chị Diệu có mở một cái thương hiệu thời trang riêng không? Không, mình chỉ tại vì mình nghĩ đấy, mình đam mê thời trang, mình thích làm đẹp cho mọi người, mà tất cả đối với mình đều là cuộc, nghĩa là một cuộc chơi thôi, làm nghệ thuật làm chơi cho vui, làm chơi vui vui, mà không ngờ nghĩa là tất cả bạn bè ai cũng thích hết. Dạ. Thành mình vẫn là làm mình ở nhà thôi, tại nhà mình. Dạ. Ở nhà thôi. Dạ. Thế là làm theo đơn đặt hàng, bạn bè thích thì là chị làm thôi đúng không? Nghĩa là nhiều khi đơn đặt hàng, nhiều khi lao cũng kịp nữa. Bạn bè ở Thành thì về nhiều khi có bây giờ cứ nghĩa là cái nguồn cảm hứng về những cái ý tưởng hay. Dạ. hằng vừa phát, mình vừa đi ngang qua đầu mình, giống như ngày xưa mình làm thơ vậy, thì mình cũng phát họa thành hình vẽ và mình cũng dạ. cắt lên, mình máy mình làm từng tác phẩm nghệ, đối với mình là mỗi cái một tác phẩm nghệ thuật. Dạ. Thành vì về ngày xưa mình thích, mình mặc cái áo gì mình thích ai giống mình cả, thì mình nghĩ là bạn mình cũng giống mình vậy. Ừ. Cũng thích mặc một cái áo là độc đáo, không có ai giống. Yeah. Ai hết. Thành vì vậy tác phẩm nghệ thuật thì chỉ có một, không có hai. Mình làm cái áo nào mình chỉ làm một cái thôi. Một cái thôi. À. Mình công thế phu là một cái thôi. Nếu mà có cơ hội mà lấy quần áo từ chị là đảm bảo luôn. Đảm bảo. Không bao giờ thì mà, có ai. Hồi nãy em có nói là chị có ảnh hưởng sớm là cái gì được không? Vì ngày xưa khi tụi chị con bắt nhỏ đầu lớn lên bắt đầu lớn lên khoảng 16-17 mấy chị em mình mặc áo dài và áo áo Việt Nam là áo ba ba. Là anh Sơn nói là bây giờ anh nghĩ là các em mặc quần jean và áo ba ba và đẹp. Dưới là mang ba ta thì anh cho là rất đẹp và thể khỏe mạnh. Thành ra là có lẽ là chị Diều cũng có ảnh hưởng mà mình ảnh hưởng anh Sơn nhiều thứ. Thành ra chị Diều mình làm cái áo dài mặc với quần jean. Thì anh Sơn anh rất là hay nói về cái chuyện các em hàng ngày các em có thể mặc thấy rất đơn giản mà thấy đẹp á, là quần jean và áo ba ba. Như vậy em thấy là có hơi một chút tiếc, đáng nghĩa anh Sơn nên làm thêm một cái việc là thiết kế thời trang đó. Đúng. Lúc mà mấy chị em con nhỏ thì anh Sơn là cái người vẽ kiểu áo đâm ra cho chị cả mấy Tết cho mấy em. Là anh Sơn vẽ kiểu. À đấy. Anh thấy tội nghiệp anh Sơn, anh người rất cẩn thận. Rồi cũng giống như mỗi lần ở Sài Gòn thì ngày xưa là có ba anh trai là ở Sài Gòn thì mỗi lần Tết là nhất là anh Tình về anh Sơn là hai anh em luôn luôn đi mua vải. Và đến những cái tiệm mà đóng giày mà nổi tiếng nhất của Sài Gòn thời đó thì đóng giày. Mà sau này khi mấy em gái vào Sài Gòn rồi thì mấy bà bảo là bây giờ tôi mới biết là anh quá nhiều em gái, vì thấy anh đóng giày giày cho nữ nhiều quá, không biết mà tưởng là bằng gái. Thì anh Sơn, mấy anh Tình đó, mấy anh rất là thương em gái. Mỗi anh là săn sóc các em mỗi khía cạnh khác nhau. Ví dụ như gần mình. Anh Hà thì ở Huế cùng với các em. Anh Hà cũng là một người rất khó rất khó cảm. Và rất tình cảm. Anh Tình thì ở Sài Gòn với anh Sơn. Mỗi lần về như vậy là quà mua cho mỗi em nhiều quà quà vẫn gọi lại hết, anh gọi rất đẹp. Xong rồi về đến tên nhà tên. Là đê anh tên mở valise ra. Yeah. Anh bảo là các em đến đây quà thì mỗi người là có tên trên gói quà và một người rất nhiều gói quà. Đó thì anh chứ tên mình là lấy tên trên thì mình đưa cho trên trên lấy nhầm tên mình thì đưa cho mình mà sướng lắm. Lúc anh nhỏ ngồi, là anh ngắm tụi mình đã anh nhìn những quà anh thích tặng quà cho đó, các em. Anh nhìn các em mà vui là anh vui. Những cái năng khiếu về hội họa đó là thì từ ở đâu, ai đầu tiên trong gia đình có được? Không, anh Sơn, anh Từ. Anh Sơn từ vẽ Anh Sơn từ vẽ thì cũng có một số bạn của anh là họa sĩ á. Thì cũng nói là tụi mình là học từ trường ra. Mình thấy chưa thấy ai mà không học mà nhất là vẽ người mà cái độ chính xác giống như Sơn.
thì bây giờ trong nhà chị thấy là chị cũng có ảnh hưởng anh Sơn về cái mạng hội họa. Chị vẽ rất nhiều. Chị vẽ cũng nhiều, mà cũng chưa bao giờ đi học ở trường lớp. Chị có thầy của mình, thầy đầu tiên là họa sĩ Lê Thế Cương, là nhiều lần Lê Thế Cương vào Sài Gòn, và khi mình gom góp lại để tính có thể mình học với thầy được bao nhiêu thì học được khoảng 3 tiếng đồng hồ, và cũng vẽ học cộng lại thì học được 3 tiếng, vẽ cũng nhiều mà vui lắm. Nhiều khi cái lúc mà mới bắt đầu vẽ thì cũng đặc biệt là rất thích vẽ người. Lúc đầu vẽ thì có những cái lúc mà mình vẽ người ngồi rồi thì cái độ chính xác thì cũng từ mình, thì mình thấy cái đó mình cũng giống anh Sơn, là vẽ về cái mặt con người thì cái độ chính xác đó chắc là trời cho cái nhìn. Nhưng mà có những lúc mình vẽ người ngồi xong mình thấy chán rồi, bây giờ mình cũng đang có những cái ý tưởng mà thích người cúi xuống, thì lấy điện thoại ra Lê Thực Cương hỏi Cương ơi, sao bây giờ Trinh muốn vẽ cái người cúi xuống thì như thế nào, thì Cương lại vẽ cái mặt người, nếu muốn là thấy có người cúi xuống như vậy thì cái mặt chia ra làm sao. Thành ra cái mạng hội họa đó chị nghĩ rằng là nếu còn anh Sơn thì anh Sơn rất là vui nếu thấy em mình cũng vẽ. Lúc anh còn sống thì chị chưa vẽ? Không, ngày xưa ở Canada thì cũng có học ở một cái trường đại học, và thi vào cũng đổ vào một cái trường McGill, là trường nổi tiếng ở bên đó. Nhưng mà lại không có duyên, là vì do có lẽ là vào thời điểm đó mình chưa chín, rồi cái cách dạy của mấy thầy á, là cứ một đoàn sinh viên đi ra ngoài một cái bạc ngồi như vậy, là mỗi người có một cái nhìn riêng, cứ ngồi như vậy vẽ, thì cái đó không phù hợp với con người của mình đó. Thì khi gặp Cương thì qua cái chuyện câu chuyện về vẽ, Cương ơi Trinh thì thích vẽ lâu rồi mà cũng có học vẽ ở Canada mà thầy cũng không thích, thì bây giờ tự nhiên thầy thích vẽ thì làm sao. Thì lúc đầu là cũng đi lấy toan lấy tất cả mọi thứ, thì cứ nói bắt đầu vẽ lên như vậy vậy. Chị có bị ảnh hưởng cái trường phái minimalist của anh Cương không? Không, mình thấy là không. Thì thầy vào nhìn ra thầy cũng có khen xong rồi cũng có một số bạn sư cũng có đề nghị là anh thấy em vẽ như vậy là bây giờ em đi làm một cuộc triển lãm, anh sẽ tổ chức triển lãm cho em. Nhưng mà chị nghĩ là cái vẽ cũng là một cái để mà vui, và chị rất thích là tại vì sau khi mà khám phá ra được thêm một cái mạng vẽ thì thấy cái vẽ nó rất gần với cái thiền, trong cái tịnh thì rất là gần. Nhưng mà để mà ra triển lãm thì mình cũng mắc cỡ, nên là mình vẽ chơi thôi. Sau đó mấy anh cứ nói hoài cái chuyện mà đến đồ với mấy anh lại mời những người chuyên gia để mà đánh giá tranh, thì cũng là bảo là nên làm. Thì chị nói rằng là thôi, một ngày nào đó nếu mà em cảm thấy tự tin hơn hoặc là sẵn sàng thì nếu có làm chăng thì cũng làm ngay trong cái căn nhà mà đã sống cùng mẹ má với anh Sơn. Vì cái nhà này mình cũng có nhiều lần tổ chức triển lãm cho anh Sơn để mời bạn bè đến uống rượu ngắm tranh chơi. Anh Lê Thích Cương anh làm gallery ngay trong nhà đó. Mình cũng có thể triển lãm trong nhà được. Đúng rồi. Thì hai nơi mà có thể tự tin hơn á, là có thể là ở căn nhà này hoặc nhà Cương. Là vì sao? Vì với cái, trong cái tinh thần là mình với nhau, bạn bè. Còn nếu như mấy chỗ mấy anh đề nghị thì mình thấy to lớn quá, mình thấy không đúng, mình giảm. Dạ. Từ cái lúc mà Trinh bắt đầu vẽ tranh á, mà số lượng vẽ tranh mà càng nhiều càng nhanh lên, thế thì càng ít hát thì nó có phải là cái hậu quả của chuyện đó không vậy? Không, cái hậu quả đó nếu mà tấm nhắc á, thì cũng phải nói thêm, nói cho Vinh nghe là tội của Tấm rất là lớn. Vì ngày xưa hát nhiều là vì công việc của Tấm á, là ít hơn. Nhưng mà kể từ ngày mà thành lập công ty thì bận quá, thành bỏ bê Trinh. Vì Trinh phải nói là Trinh cũng giống anh Sơn, là rất tự tin khi Tấm đàn cho Trinh hát thì Trinh tự tin hơn. Mà để chứng minh cái điều đó là bình thường á là có những lần, nói chung là có những cái câu chuyện mà phải cần có hát
thì mà không quan trọng thì tấm bằng thì thôi cũng có người khác đang. Nhưng mà khi đã gọi là quan trọng rồi thì tấm bằng thì không cần biết tấm bằng hay không. Nhưng mà chị luôn luôn nói về tấm là không, cái này rất quan trọng, tấm phải đang cho trên hạ. Đúng không? Cái ngày, cái này là tôi từ tấm. Cái ngày mà chị mới mới về là anh Tâm đàn cho chị đầu tiên từ hồi đó đến giờ luôn đó. Đúng là... rồi, thân tấm phải kể lại cho Vinh nghe những cái kỷ niệm mà tấm đàn cho Trinh với anh Sơn hả? Thôi cái lần mà đầu tiên mà gặp Trinh đó là trên cái phòng trà của anh Phạm Ngọc Cầu. Hôm đó là Trinh ở Canada về, rồi xong rồi anh Sơn mới dắt Trinh lên trên đó chơi hát hò một chút. Thì cũng không ngờ thực sự đó, trước đây anh Sơn chưa bao giờ anh khoe là anh có một cô em mà hát hay như vậy. Tới hôm tới lúc mà Trinh lên hát chơi một hai bài của anh Sơn thì coi như khán giả là gần như không muốn ai hát nữa mà chỉ còn Trinh thôi. Rồi ngay hôm sau là sáng, tức là buổi tối hôm đó diễn ở ngay chỗ phòng trà, xong sáng sau là anh Trinh, là anh Sơn là kéo về đây liền. Liên tiếp mấy ngày đó là Trinh ở đây là hát hò suốt từ đầu, từ sáng đến chiều. Đúng rồi. Mà riêng cái chuyện hát á là bây giờ vì đấy là chương trình nói ráng sờ, thành mình cũng phải nói một chút. Thật sự ra cái chuyện hát á là cũng có buồn anh Sơn với buồn má, nhưng đôi khi mà mình cũng ngồi suy nghĩ, mình nói trong gia đình mình thấy cũng có cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn là lúc nhỏ rồi lúc trẻ rất là thích hát thì không cho hát, rồi đến bây giờ thì không hát thì bị la. Thì mình thấy cái đó mâu thuẫn quá. Mà nghe anh Sơn đến mà Sơn lại tránh ra hạng, tránh bây giờ không cái á là nhưng mà chị hát này, chị thu âm hẳn hoi rồi, nhưng mà rồi chị không theo cái nghiệp chuyên nghiệp. Anh Sơn nói chị bị tắc nghẽn giữa hai cái con đường chuyên nghiệp với cái cuộc sống bình thường, thì chị có tiếc là chị không phát triển thành ra một ca sĩ chuyên nghiệp không? À không, là tại vì anh Sơn anh nói rất là hay, anh nói là Trinh là một người hát amateur chứ không phải là người chuyên nghiệp. Thì mình anh Sơn nghĩ rằng á là cái người mà hát amateur như chị á chính ra là sướng hơn. Sướng hơn tại sao? Là vì được bay bổng hơn. Thích thì hát, không thích thì thôi. Và cái điều mà bây giờ mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại là thật sự là hạnh phúc, là vì cũng đã có những cái năm ở Mỹ là hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Vì khi mình ký hợp đồng của một cái trung tâm mà phải nói là lớn nhất của ở Mỹ á, thì cái đó mình cũng không được phép cho mình là bạn chuyên nghiệp. Thì trong lúc ký hợp đồng thì mình cũng phải thể hiện mình rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà trong cái chuyên nghiệp của mình là một cái rất bay bổng. Là thậm chí thường thường người ta ít khi dám cãi lời của bao bầu là không thích hát bài này hay bài kia. Nhưng mà chị thì cũng được bao bầu cứng. Thành ra nhiều khi bà đưa những cái bài mà nói không, em không thể hát được. Là cuối cùng ba phải chịu thua. Thành ra là cũng được tự do. Mình nghĩ là cái chữ amateur mà anh Sơn anh đề cập tới hay là trên đề cập tới, nếu mà nói ra tiếng Việt mình đúng là phải nói là tài tử chứ không phải tài tử. Tức là nó bay bổng hơn là cái đúng rồi. Tức là nó mình ngẫu hứng hơn. Mình không bị áp lực là bắt buộc phải làm một cái trách nhiệm gì đó. Đó. Rồi. Mà tại vì cái lúc mà lớn lên á thì chắc là chị cũng có sai, là tại vì trong lòng cũng có hơn dội mã Vĩnh Sơn á. Nói bảo là mình suy nghĩ tại sao lúc trẻ không cho mình hát. Bây giờ đã tới cái lúc mà mình đã lớn rồi, mình đã trở thành một cái nhút nhát, đã trở thành một cái thật trong người mình rồi. Tại sao bây giờ lại muốn mình đi hát? Mẹ cũng... chị là không muốn chị hát cho người khác nghe, nhưng mà vẫn tổ chức để hát ở trong nhà, đúng không? Đó là... cái đó là chị, cái đó cũng cái nói không đúng rồi. Mà nói thì cái nghiệp ca sĩ nghiệp á, trở thành cái nghiệp thì thấy ai cuộc đời vui mà nói vậy. Mà chị thích con mà là có cuộc đời vui. Mà vào cái nghiệp ca hát
thấy buồn quá. Anh không thích. Thế còn chị Diệu thì có thể gọi là một một nhà thiết kế thời trang amateur không? Chị có triển lãm rồi, chị có trưng bày triển lãm ở Úc, ở Việt Nam chị cũng đã làm rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đã từng triển lãm mà rồi không làm tới luôn chị. Mà thế không, mình vẫn cứ làm việc không, mình rất nhiều là... hơn nữa. Dạ. Càng ngày mình làm càng nhiều vì ý tưởng cứ tuôn trào thì cứ làm. Dạ. Mình làm nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà bây giờ không có thời gian để mà triển lãm là tại vì khách họ quay phốn đòi đến để quay áo. Mà cũng người chính, nào... chính vì điều đó mà chị Diệu chị thấy là cũng... chị không muốn công khai ra một cái cửa hàng. Vì nếu tại như vì vậy mất là... cái sự yên tĩnh của mình rồi. Thì chị không thích. Thành chị ở nhà và tất cả mọi người họ cứ mắc cho nhau và đến nhau và thật sự đến. Là bây giờ nhiều khi bạn bè cũng gánh tì vì chị nói đến trinh sướng quá. Mình làm xong cứ... cái làm đẹp nhất mình nói cho em. Bạn bè cứ gánh tì nói trinh sướng quá, lúc nào cần ổ dài là chị Diệu làm ổ dài ngay. Bây giờ chị phân bổ cái công việc, cái thời gian của chị nào giữa chị vừa là làm ẩm thực này, nhà hàng Trịnh, xong rồi chị làm thơ thì làm thời trang nữa. Thì lúc nào chị làm cái thời trang, lúc nào chị làm ẩm thực, lúc nào chị làm thơ? Ẩm thực thì nói thật sự là khi anh Sơn mình mà mình mất thì mình trở về đây để ở với anh Sơn luôn là 18 năm rồi. Thì khi về thì mình nghĩ là mình không thể ngồi không được, mình phải làm một cái gì đó vì cũng phải còn lo đời sống nữa. Thì mở nhà hàng 18 năm thì 10 năm là mình phải đứng bếp đích thân, vừa nấu mà vừa dạy cho các em. Mà mình được một cái may mắn là các em rất trung thành với mình, không ở lại với mình 18 năm và mình nghĩ là trăm hay bằng tay quen. Bây giờ khi mấy em giỏi rồi thì mình chỉ có điều khiển thôi. Mỗi buổi sáng mình phone qua, mình nói chuẩn bị tất cả những cái gì đó, rồi cô qua, mình làm việc có tổ chức. Rồi sau đó là mình cứ triền miên ngồi khâu áo, vẽ khâu áo, làm kiểu áo. Mà là và mình có nghĩa là... Chị rất thích đi xa, tại vì chị cũng để ý là mỗi lần đi xa là về là được chị Dầu cho một cái ổ mới. Luôn luôn được ổ mới. Đấy thì là cái chị làm như là chị được cái duyên đó. Làm nhà hàng thì được nhân viên ủng hộ, rồi xong rồi chị lại có thể giao phó hết công việc của cho họ để chị làm một cái việc khác thì đang đam mê hơn ấy. Thì cái đó, cái bí quyết của chị là như giữ người như thế nào? Như chị nói 18 năm mà nhân viên đó chứ. Cái đó cho em về Trinh nói. Trinh cũng ai cũng ngạc nhiên về chuyện đó. Nếu như mà mình nói theo cái cấu của ông bà nói á, là chị Diệu có tay để mà nuôi người, nhưng mà thật sự ra chị nghĩ á, là cái gì cũng phải có cái duyên cơ của nó. Chị Diệu rất thương nhân viên, thương và chia sẻ tới tận cùng. Vì vậy mà trong nhà hàng đã có mấy cặp chị Diệu là cái người đứng ra để mà làm đồng cưới cho các em ở bên đó, là đã thanh duyên thanh nợ mấy cặp rồi, để con để cái rồi. Thanh cái đó chị nghĩ là chị Diệu là cái người may mắn và rất là hạnh phúc để được các em thương như vậy. Cái đó thì đã đành rồi, nhưng mà có phải là ở bên chị thì họ học được cái nghề không? Thì ngày xưa khi mình mới về mà mình mở nhà hàng thì mình cũng nghĩ là tại sao mình chọn một cái nghề bạc bẽo như vậy. Vì mình dạy các em giỏi rồi, người ta rủ mấy em đi hết. Người ta mở nhà hàng người ta không có nghề. Thành người ta rủ mấy em đi. Thì các em đi thì viết thư để lại nói là con đã nghĩa là phản bội cô rồi, bởi vì đồng tiền á, lừa họ phóng ra một cái số lượng quá lớn. Thì từ vài tháng sau thì mẹ em trở lại nói họ mở nhà hàng có khách, con cũng được lãnh lương. Thành con xin lỗi cô, cho con trở lại với cô. Mà ngoài ra là cái cách mà mấy em kể là
cái những người đó họ ăn thua là cái cách đối xử thì nói là cô thương cô là thương cả con mà coi như trong một gia đình thì cả con chỉ nghe câu là cô nói thôi, thì bây giờ cô có nghĩa là cô là sư phụ, cả con muốn học một cái món ăn thì phải bỏ ra tiền rất là nhiều, mà bây giờ ở bên cạnh cô cũng học được 200 món ăn. Thành vì vậy nghĩa là cái ơn đó là không biết khi trả không hết, mà cô lại được cô thương nữa. Thành mình cũng nghĩ khi đó mình cũng suy nghĩ, mình nghĩ thế, ai cũng là vì hoàn cảnh phải đi làm xa gia đình, bây giờ đem cái đồng tiền ra để mà xử sự với mẹ em là cũng không chưa chắc là thành công. Thành vì vậy cái trời sinh mình là có lòng nhân ái, mà mình đã mọi người mình đã thương rồi, huống chi là nhân viên là người gắn bó, mà là mình trong một buổi họp cuối năm mình nói cô cảm ơn các em á, là nhà hàng Trình tồn tại đến ngày hôm nay á, là nhờ mồ hôi nước mắt của các em khóc hết, mà lúc nào mình cũng nói là đối với cô giỏi việc á là không phải là điểm nhất, mà hành kiểm là điểm nhất đối với cô. Đối với cô hành kiểm là quan trọng. Hình như là chị Trinh cũng thích ẩm thực lắm đó. Em thấy chị có hôm chị điện thoại chị chỉ đạo chi tiết là à, vậy hả? Bây giờ sao? Mình cho mình nói nha, mình có 5 chị em gái đều mê ẩm thực cả năm, và 5 chị em đều là ngang sức ngang tài. Nhưng mà cái say sưa để mà cái đam mê mạnh liệt á là mình, là vì mình có sáng tác ra món ăn. Ngày xưa là mà mình dạy hay lắm, khi còn nhỏ là xuống bếp á là mà khi còn nhỏ xuống bếp là mà không cho bắt lên nhà. Một năm là mà mình chỉ xuống bếp 2 ngày thôi, là ngày giỗ của ba mình và giỗ ông ngoại mình. Thì 2 ngày giỗ của ông ngoại và giỗ ba thì mà cho 5 chị em gái xuống nhìn. Nhìn xong rồi sau đó khi tụi mình bắt đầu lớn lên thì mà cho làm thức ăn để giỗ mà ngồi không, để 5 chị em thì rồi bắt đầu chấm điểm. Chấm điểm là đầu tiên là chấm điểm trên bày đẹp, sau đó thưởng thức ngon, và mình cũng được điểm nhất là vì mình sáng tạo ra món ăn mới. Mà sáng tạo ra món ăn mới là mình nghĩ là vì anh Sơn mình suốt ngày là có bàn, mà thức món ăn của mà mình dạy làm ở cho ba về ông ngoại lớn có cái món để mà nhấm nhi về rượu uống rượu, thì mình nghĩ ra những cái món nhấm nhi để uống rượu cho ngon. Mà anh Sơn mình có một cái là rất ít ăn, nhưng mà thương bàn, cứ thích bàn là phải có đồ ăn ngon. Ngày nào alo này nhiều em mới nghĩ ra món mới, nên phải kêu cho tới đông đủ để tới uống rượu để thưởng thức. Từ đó mình cứ cái niềm đam say mê của mình cứ là đi theo, là mình làm nhà hàng xong rồi bây giờ thì các em thương mình, thương các em như một gia đình. Thành mình được là các em ở này bây giờ ở với cô cho tới khi già luôn. Hiền to lắm. May mắn tất cả những cái được chơi thương, những cái mà mấy chị em có ngày hôm nay, thì mỗi ngày mình cũng chiêm nghiệm cuộc sống á, thì mình thấy là tất cả những cái đó là nhờ ơn của mà và anh Sơn dạy dỗ từng kỳ. Mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại mình thấy khủng khiếp, là vì ngay cả bây giờ mình dạy con mình cũng dạy nổi như vậy. Mà bây giờ tất cả những cái gì trong cuộc sống, từ cái lớn nhất cho tới cả những nhỏ nhất, là mình cũng thấy là do mà với anh Sơn dạy. Dạy rất chi tiết. Mà mình thời nãy cầm mua người của hai đứa con thôi mà dạy cũng nổi. Cũng băng mà được. Tấm thấy á. Mà một người nhân đức á. Thành mẹ mình thấy là sống mình cũng phải mà nhắc nhở mình là sống càng ngày phải cố gắng sống hay, sống tốt và sống đẹp. Thì chứ ngược lại mình cũng dạy con cái là bằng, mình thấy là không có bài học nào trực tiếp cho dạy con cái bằng là về công việc làm của mình, về nói về trong gia đình, nói về con cái lời hay ý đẹp là tụi mình nghe từ mà với anh Sơn, rồi áp dụng vào cuộc sống là cũng vậy thôi. Rồi vâng, rất tin tưởng ở trời. Cái gì mình nghĩ là cũng trời thương là được, trời cũng thương. Rể trong nhà này cũng rất là tồi, cũng là phải một cái hy sinh rất lớn. Là tại vì khi anh Sơn mà mất xong rồi tới anh Sơn mất á, thì tất cả 7 anh em còn lại, nghĩa là coi như là phải thay phiên nhau để về với anh Sơn.
về 2 tháng xong bắt đầu đi lại thì alo qua bên kia để bên kia sắp xếp, mấy anh chị ở nước ngoài sắp xếp để ai thể vào chỗ đó. Thì mỗi lần đi như vậy là phải 2-3 tháng. Yeah. Thì mấy anh chồng phải hy sinh để ở lại lo cho con cái, để cho vợ về thăm, về lo cho anh. Thì rất ngày là chia sẻ. Trước cụ chọn rể cũng kỹ lắm phải không? Mới tìm được những con rể như vậy. Không, mà mình thì rất là thương con rể. Vì vậy mà mấy anh rể rồi ai cũng thương mại ghê lắm. Mà là chị của này sống rất tỉ mỉ mà. Cái người rể là phải biết ít nhất đang dĩ nhiên người có học và biết xử sự và biết thương con mình chấm hết. Bây giờ thì chị các chị chọn Việt Nam là cái chỗ dành nhiều thời gian hơn phải không? Gần như là không. Đây là chính. Việt Nam là chính là tại vì cũng thật sự ra cũng mỗi người một hoàn cảnh. Ngày xưa cũng do cái hoàn cảnh cũng phải đi theo chồng này nọ thì mình ở nước ngoài. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó mình cũng đã quá mỏi mệt ở bên kia rồi. Bây giờ là cái nơi mình phải trở về lại đây. Mà nhất là đang ngủ ngán rất nhiều thứ của anh Sơn mà cần phải làm. Thành ra là tất cả mấy chị em cũng tập trung về Việt Nam. Riêng cả những chị là người đầu tiên đã được quốc tịch Việt Nam. À, chị lấy quốc tịch Việt Nam rồi. Đúng rồi. Chị Diệu chắc là cũng sẽ bị chị đang làm. Bây giờ thì cả mấy anh em, chị em đều đã lập nghiệp, đã có các hoạt động ở Việt Nam hết rồi phải không ạ? Đúng rồi. Thì cái văn hóa mà của Huế, của Việt Nam đó, rồi là những cái tác phẩm của anh Sơn đó, thì bây giờ mình có thể làm như thế nào theo ý các chị là có thể để mà giữ gìn lại cho những thế hệ sau nữa. Ngoài cái việc là làm bảo tàng ra thì chị mong muốn như thế nào? Cái đó cũng là một cái việc mà luôn luôn là trong gia đình suy nghĩ và hướng đến. Là vì sao? Vì phải nói rằng anh Sơn là của quần chúng của đất nước Việt Nam chứ không phải riêng của cá nhân gia đình. Vì vậy mà bây giờ hiện nay thì cũng đã scan được trên 6.400 cái tài liệu của anh Sơn và cũng đã làm việc với bên bảo tàng mỹ thuật để họ bảo quản á. Thì bên đó cũng đã đến nhà để xem, vì trước đây khi anh Sơn ra đi thì đột ngột và trong gia đình thấy quá sức là đau xót, thành ra không dám để ai đụng tới bất cứ một cái gì của anh Sơn, ngay cả bước vào phòng. Nhưng mà đến hôm nay thì mình cũng phải bình tĩnh hơn và phải thực tế để mà phải làm như thế nào để di dịu những cái đó chung cho tất cả. Thì cái đó hiện nay gia đình đang làm. Ngoài gia đình ra thì chị thấy có cái nỗ lực nào của các cái cơ quan quản lý không? Họ có giúp cho gia đình các cái hoạt động này không? Có, giống như ở bên bảo tàng chuyên để mà bảo quản về cái đó, các anh chị em hỗ trợ hết mình. Thì và tranh của anh Sơn thì bên đó thì các anh chị cũng có nói mỗi người mỗi mảng, ví dụ mảng về giấy, mảng về tranh, mảng về chất liệu vải, mảng về chất liệu đông sắt, thì có nhiều mảng bên đó các anh chị cho người qua để giúp mình và hiện nay đang làm. Rất tốt, em thấy là sự nhiệt tình của chính quyền ấy, cùng với tất nhiên phải nỗ lực của gia đình nữa. Chứ còn nếu mà không có sự giúp đỡ của gia đình thì cái công tác sưu tập nó vô cùng khó khăn. Đấy, thì nếu mà được sự cộng hưởng của nhiều đơn vị, nhiều cơ quan thì em hy vọng là sẽ có nhiều người có cái cơ hội được ngồi đây như em ngày hôm nay. Thật sự ra là trong gia đình rất là biết ơn các vị lãnh đạo và tất cả các quân chúng đã thương yêu anh Sơn. Và cũng giống như là ở Huế thì đã có một cái con đường mang tên anh Sơn. Và vì vậy bây giờ gia đình cũng không biết làm cái gì khác ngoài cái chuyện gìn giữ tất cả những cái gì anh Sơn để lại.
là đó là để thay cái lời cảm ơn của gia đình đến tới các vị lãnh đạo đã quan tâm tới anh Sơn, hay là quần chúng đã thương yêu anh Sơn, thì một chút lòng đó bây giờ tập trung vô để lo những cái chuyện đó để gìn giữ cho đất nước mình thôi. Nhưng mà cái đó chỉ dành riêng cho Huế hả? Không, chính nói là cho Việt Nam, vì anh Sơn cũng phải là... Dân dân Sài Gòn phản đối. Không, chính đồng ý cái đó, cho Việt Nam, cho quân chúng nói chung. Yeah. Vì anh Sơn là khắp nơi ai cũng thương anh. Không, nhưng mà cũng rất hợp lý thôi. Nếu mà cái bảo tàng đầu tiên thì cũng rất nên ở Huế. Đấy là cũng là cái nơi mà anh Sơn sinh ra. Dạ, cũng mà thực sự là rất là nhiều kỷ niệm. Nhiều kỷ niệm của anh ấy. Bao nhiêu bản tình cả. Dạ, bao nhiêu bản tình. Rồi cả mà... khúc Gia Vang cũng dạ. là ở đó. Dạ. Mà mình hiểu tại sao lúc đó mình còn rất nhỏ. Mà mỗi lần mình hát cái khúc Gia Vang là mình khóc. Dạ. Mình cảm xúc tới đồ mà dạ. lần nào mình hát mình khóc hết. Dạ. Thành Huế là nhiều kỷ niệm. Không, mà chính vì là anh Sơn không phải là của riêng Huế. Mà của Việt Nam nói chung á. Vì vậy mà cũng đã có một cái dự định có một cái dự định là Huế thì mấy vị các vị lãnh đạo đang xúc tiến để mà ủng hộ mình về cái chuyện chọn nơi nào phù hợp để làm. Và ở Sài Gòn thì Như Trinh cũng có sẵn đất rồi, thì cũng sẽ xin các vị lãnh đạo tạo điều kiện cho mình thuận lợi hơn để làm ở Sài Gòn, cũng có một cái gì đó của anh Sơn. Và ngoài Hà Nội, rất mong là có một cái gì của anh Sơn ở Hà Nội. À, cũng giống như vừa rồi, chương trình kỷ niệm 10 năm của anh Sơn. Chị rất là xúc động đến độ không thể nào mà tối hôm mà hát ở nhà hát lớn ở Hà Nội á, về là mất ngủ luôn. Vì cái bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội á, là cái bài đã nhiều lần rồi, có nhiều chương trình mời ra hát, nhưng mà cái lúc đó cái mất mát của anh Sơn còn đè nặng trên con người của mình không thể nào vượt qua được cái đó. Thành ra chỉ có những lần chị nhận lời ra nói chứ không hát, và cũng rất là mong mỏi một ngày nào đó mình được đứng ở đó để hát cho người Hà Nội nghe bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Và 10 năm kỷ niệm anh Sơn đã được hát ở đó, điều đó rất là hạnh phúc. Em rất là cảm ơn các chị, cảm ơn anh Tâm. Hôm nay vừa cho em được đến đây dự cơm Tết với gia đình, mà lại còn được nghe những câu chuyện rất là thú vị về anh Sơn, về cụ. Và nhất là em cũng rất là mong là những khi con đường phát triển nghệ thuật của các chị cũng sẽ không phải là amateur theo cái kiểu là nghiệp dư, mà amateur theo kiểu tài tử. Dạ. Phát triển. Dạ. Đúng rồi, tại vì chắc có lẽ là nhiều khi mình cũng dạ, mà xin chúc sức khỏe. Dạ, mời anh Sơn. Thật sự hôm nay gặp Vinh rất là hai chị em rất là vui, vì Vinh là một cái chương trình mà hai chị em rất là thích. Vì Vinh là một cái người mà hai chị em đánh giá là phải nói là một người trẻ quá thông minh, và hỏi những cái câu hỏi rất là dí dỏm, rất là thích. Và bạn của hai chị em như có chị kiến trúc sư Uyển Diễm á, là cũng rất là mê Vinh. Nói chung là mỗi lần mấy chị xem chương trình của Vinh là cũng bắt đầu cầm điện thoại lên, alo, có đang xem chương trình của Vinh không? Hôm nay cảm ơn các chị, đáng nhẽ rằng là em phải được mời các chị làm khách trong chương trình Nói Ra Đừng Sợ, nhưng mà hôm nay lại được vinh dự đến đây làm khách của các chị trong một cái ngày Tết cuối năm rất là vui như thế này. Xin cảm ơn các chị đã tham gia chương trình, và xin chúc sức khỏe chị đã. Trò chuyện với hai người em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người ta mới thấu hiểu được tình yêu thương, lối giáo dục nghiêm khắc, phần nào nghiệt ngã hàng chục năm trời của ông và người mẹ mà ông hằng tôn thờ. Sự hy sinh của ông đã phần nào được bù đắp bởi sự thành công của Trịnh Hoàng Diệu và Trịnh Vĩnh Trinh, hai trong số những người em mà ít ai có dịp gặp gỡ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi thành ra một cuộc gặp gỡ thân tình ngay dưới mái nhà, đã chứng kiến gần như trọn cuộc đời của người nhạc sĩ. Ông vẫn còn đó bên cạnh tất cả chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã xem Nói ra đừng sợ trên Phan Xi Păng TV. Xin chúc quý vị một năm mới hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Anh ấy là người Việt Nam, vâng, và anh ấy lập tức là nhận được một cái sự danh hiệu của xã hội là chú rể Việt Nam, và anh ấy lập tức là tạo nên một cái sự phản kháng từ sâu thẳm trong cá nhân anh ấy, bởi vì là cô dâu Việt Nam hay chú rể Việt Nam thì đều là tên gọi của một cái thứ không huy hoàng gì, không thể in vào trong danh thiếp được, thậm chí là còn phải tham gia